Chương 4 câu 7 đến câu 10. Tôi xin được đọc lời của Chúa. Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Một lần nữa tôi xin được cầu nguyện trước khi cùng học lời Chúa với quý vị. Chúng con cúi xuống với cả tấm lòng, dâng lên Chúa lời cảm tạ biết ơn vì sự thương xót của Ngài gìn giữ chúng con. Ngài cho hết thảy ông bà anh chị em chúng con qua một đêm trong giấc ngủ bình an. Cảm ơn Chúa cho chúng con bước vào ngày mới với thì giờ đầu tiên để được ra mắt Ngài. Xin Chúa dùng những thì giờ này để nâng đỡ, bổ thêm sức mới cho tâm linh của chúng con và dạy dỗ chúng con trong lời của Ngài. Cho chúng con cũng có được thì giờ để cầu thay cho nhau qua những nhu cầu nan đề. Và Chúa là Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa sẽ nhận biết, sẽ cảm thông, cảm thương mỗi đời sống của chúng con và sẽ đáp ứng cho mỗi nhu cầu của chúng con tùy theo ý thánh ý của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cúi xuống kính dâng thì giờ này trong sự dẫn dắt của Chúa với lòng biết ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trong thứ tư tuần vừa rồi chúng ta đã học với nhau câu thứ bảy: hãy thuận phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em, với cái tiêu đề là chống trả ma quỷ. Và chúng ta đã biết lý do nào chúng ta phải chống trả ma quỷ và cái cách nào để chống trả ma quỷ. Lời Chúa dạy hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hôm nay chúng ta tiếp tục, tôi đưa lên từ câu 7 đến câu 10, nhưng thực tế câu 7 chúng ta học rồi, bây giờ từ câu 8 đến câu 10. Vậy thì để chống trả ma quỷ thì lời Chúa dạy hãy thuần phục Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái cách thể hiện khi chúng ta thuần phục Đức Chúa Trời như thế nào. Chúng ta sẽ cùng học với nhau mấy điều trong sự thuần phục Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Lời Chúa nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Vậy thì điều thứ nhất, cái thể hiện trong sự thuần phục Đức Chúa Trời đó là đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thắc mắc, vậy thì Đức Chúa Trời là thần linh, mình không nhìn thấy, làm sao mình biết để đến gần? Và chúng ta là con dân của Chúa thì cũng dễ hiểu, vì thật chúng ta không biết, không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng qua đức tin nơi Ngài, nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta biết rõ sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thực hữu, dầu mắt trần chúng ta không thể nhìn thấy Ngài, nhưng với đôi mắt tâm linh chúng ta sẽ nhận biết Ngài rất là rõ. Và đến gần với Chúa có nghĩa là mỗi ngày chúng ta cần phải có thì giờ để tương giao, trò chuyện với Chúa, để được lắng nghe lời của Ngài. Vậy thì đến gần với Đức Chúa Trời không có cách nào hơn là chúng ta phải có những thì giờ để cầu nguyện, tương giao với Chúa, để được học lời Chúa, lắng nghe những điều Chúa dạy từ Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời để lại cho chúng ta. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận với nhau một thực tế. Đôi khi chính mình tôi cũng vậy, quỳ gối xuống để cầu nguyện, nhưng mà tâm trí lại lan man, không biết phải thưa với Chúa điều gì. Đây là sự thật. Đôi khi chúng ta ngồi trong nhà thờ để được thờ phượng Chúa, để được nghe lời của Ngài, chúng ta nghĩ rằng đó là những giờ phút gần Đức Chúa Trời, nhưng vẫn có những lúc ngồi trong nhà thờ nhưng mà tâm trí không đặt tại đó.
Và rồi cuối buổi thờ phượng đi về, những người thân không đi nhóm được hỏi rằng hôm nay mục sư giảng điều gì, và không biết mục sư giảng điều gì. Cho nên trên lý thuyết thì nói rằng cầu nguyện với Chúa, đọc Kinh Thánh, đi nhóm lại thờ phượng Chúa là đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng mà có những lúc chúng ta bước vào trong những giây phút đó, nhưng mà chúng ta không thật sự gần Đức Chúa Trời. Chúng ta để cho chúng ta dường như đi nhóm thờ phượng Chúa, dường như cầu nguyện nó trở thành một cái nghi thức, một cái thói quen, không làm không được, không làm khó chịu. Nhưng mà trong những cái giờ phút đó chúng ta cũng bị rất nhiều điều chi phối, nó xen vào, và cũng có thể ma quỷ nó cũng xen vào trong tâm trí của chúng ta để chia cách, làm cho chúng ta không thể chú tâm, không thể thực sự đến gần Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em, và đây là cái cách để chống trả ma quỷ, hãy và là một trong sự cái cách gọi là thuận phục Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa giúp để chúng ta nhận biết được điều này, và đây là một điều mà không phải đơn giản, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, Thánh Linh của Chúa dẫn dắt để chiến đấu, để rồi chúng ta thật sự đến gần Đức Chúa Trời. Không chỉ những thì giờ chúng ta biệt riêng để cầu nguyện, những thì giờ chúng ta biệt riêng để được học lời Chúa, được thờ phượng chung với hội thánh Ngài, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, từng bước chúng ta phải có suy gẫm, phải có những cái suy tư về Chúa để thật sự được gần gũi với Chúa. Đời sống của những người Cơ Đốc cần phải gắn liền với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta bị ma quỷ cám dỗ, bởi vì chúng ta ưa muốn làm theo những cái điều của xác thịt, vì chúng ta không thật sự gần gũi Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Trước trước cái làm sạch lòng mình đi là hãy lau tay mình. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình đi. Bản dịch truyền thống là lau tay mình đi, nhưng hầu hết các bản dịch còn lại, tôi xem qua hơn 10 bản dịch thì tất cả đều dùng từ là hãy rửa lòng, hãy rửa tay. Chỉ có bản dịch truyền thống là lau tay thôi, còn lại 19 bản dịch kia đều dùng từ là hãy hỡi kẻ có tội, hãy rửa tay mình. Cái hành động rửa tay đây là một cái hình thức mà chúng ta biết được trong cái về trong cái phong tục của người Do Thái, khi mà họ nói rằng tôi không dính dáng vào một cái việc gì đó thì họ sẽ rửa tay. Có lẽ quý ông bà anh chị em sẽ nhớ về vua Herod, khi ông muốn tha cho ông muốn tha cho Chúa Giêsu, nhưng mà dân chúng đã đồng tình lên án và đòi tha Barabba giết Chúa Giêsu, thì ông đã đi rửa tay, ông nói rằng ta sẽ vô tội với huyết của người này. Về một phương diện thì dường như ông trốn trách nhiệm, nhưng mà đây là cái phong tục của người Do Thái, khi mà họ rửa tay có nghĩa là họ tuyên bố rằng họ không có dính dáng đến việc đó, họ vô can với cái việc đó. Vậy thì trong một ý nghĩa đó, chúng ta hiểu lời Chúa hãy hỡi kẻ có tội, hãy làm sạch, hãy rửa tay mình đi, nghĩa là chúng ta khi đến gần với Đức Chúa Trời, thuần phục Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta phải cách biệt, từ biệt, không có liên can, không có dính dáng với thế gian, với tội lỗi. Và những ở những cái câu đầu chúng ta học trong những tuần trước đó, lời Chúa nói rằng các ngươi biết rằng làm bạn với thế gian là thù nghịch Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ tà dâm kia, các ngươi không biết rằng hãy làm bạn với thế gian, dính díu với thế gian, gian díu với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời.
Vậy thì những kẻ có tội hãy lau tay mình hay là rửa tay mình, có nghĩa là chúng ta tuyên bố rằng chúng ta với thế gian, với tội lỗi không có dính dáng, không có liên can. Và đó là một trong những điều nữa về sự thuần phục Đức Chúa Trời. Tiếp, những kẻ hai lòng, ai có tội hãy lau tay mình, có ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Làm sạch lòng mình, làm sạch lòng cũng là cách để thể hiện sự thuần phục Đức Chúa Trời, cũng như là đến gần với Đức Chúa Trời. Trên lý thuyết dường như nó dễ, nhưng mà nếu mà mọi người chúng ta đều có thể làm sạch lòng mình thì có lẽ chúng ta, Chúa Giêsu cũng không cần đến thế gian để chịu chết làm gì. Mọi người chúng ta, nhân loại, đã đắm chìm trong tội lỗi, bất lực trước cái quyền lực của Satan, quyền lực của tội lỗi, nên Chúa Giêsu bằng lòng đến thế gian đổ huyết để đền tội cho chúng ta. Và chỉ có huyết của Chúa Giêsu và chỉ có lời hằng sống của Chúa mới có thể thanh tẩy, mới có thể làm sạch lòng của chúng ta. Vậy thì không đơn giản ở kẻ hai lòng hãy làm sạch lòng mình. Nếu chúng ta không nhận biết về ơn cứu chuộc của Chúa, không tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa qua sự đổ huyết của Ngài, thì không ai có thể tự làm sạch lòng mình. Nhờ huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy, phiếu trắng, chúng ta mới có thể làm đời sống, tấm lòng của chúng ta mới có thể được sạch tinh. Và rồi, mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục gần gũi với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, qua sự học hỏi lời của Chúa, và chính lời của Ngài sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày được thánh hóa đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta được sạch tinh. Và đó là cách chúng ta thuần phục Đức Chúa Trời. Có một thanh niên khi nghe mục sư giảng rằng cần phải học lời của Chúa và nhờ lời của Chúa mới giúp đỡ cho chúng ta được mỗi ngày sống thánh khiết cho Chúa. Và một thanh niên đến hỏi mục sư rằng là con học, con đọc hoài Kinh Thánh, con đọc hoài cũng siêng lắm mà con không có, nó không có thấy được cái gì ích lợi để con giúp đỡ người khác. Và con cũng chưa tìm thấy được cái gì nó là phước hạnh đối với con. Bây giờ làm sao để con có thể kinh nghiệm được, có được lời Chúa cho mình và giúp đỡ cho người khác? Mục sư không nói gì, đưa cho cậu thanh niên một cái cặp giỏ bội, biểu rằng con xuống cái ao phía trước nhà mục sư, dùng cái cặp giỏ bội này để múc nước tưới những cái chậu kiểng cho mục sư, rồi mục sư sẽ giải thích cho con. Cậu thanh niên biết chắc là cái giỏ bội không thể nào múc nước được, nhưng mà vì mục sư nên cứ làm thử. Và cậu thanh niên cũng nhẫn nhục xách hai tay hai giỏ bội xuống dưới cái ao múc lên, nhưng mà vừa vụt xuống đưa lên thì không còn giọt nước nào. Cậu cũng cố gắng làm đi làm lại vài ba lần và lên nói với mục sư rằng con cũng cố gắng để nghe lời mục sư, để được mục sư giúp đỡ về giải thích về lời Chúa. Nhưng mục sư thấy đó con đã kiên nhẫn làm rất nhiều lần, nhưng mà không thể nào dùng cái giỏ bội này để múc nước tưới cây kiểng cho mục sư được. Bây giờ mục sư ôn tồn nói rằng nhưng mà bây giờ con hãy nhìn lại cái cặp giỏ bội trên tay con đi, có gì khác không? Cậu thanh niên nhìn lại và trả lời rằng có, khác rất nhiều. Cặp giỏ bội mục sư đưa cho con ban đầu rất là dơ, nhưng bây giờ sau khi con vụt xuống nước mấy lần, giờ nó đã sạch. Mục sư nói rằng đúng như vậy. Đôi khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta chưa đủ để có thể giúp đỡ cho người khác, nhưng chắc chắn giống như cặp giỏ bội kia không thể dùng để múc nước tưới cây kiểng, nhưng mà chính nước nó sẽ làm sạch cái giỏ bội. Cũng vậy, đôi khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta chưa đủ để có thể giúp đỡ cho người khác, nhưng ít nữa chắc chắn lời của Chúa sẽ làm sạch đời sống của chúng ta, giúp cho đời sống của chúng ta được thanh sạch và được trưởng thành.
Hãy làm sạch lòng mình bằng cách đến gần với Đức Chúa Trời, tương giao với Chúa, học lời của Ngài và nhờ huyết của Chúa Giêsu mỗi ngày qua lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta được thanh tẩy, được sạch lòng mình. Vậy thì lời Chúa nói rằng hỡi kẻ có ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Và tiếp theo câu 9, đó là những điều ở câu 8, câu 9. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Cảm biết cái thực trạng của đời sống mình. Phải nhận biết được cái thực trạng của đời sống mình. Đây là cách thuần phục Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta không thật sự được Chúa đụng chạm, không thật sự được Chúa thăm viếng. Nhiều đời sống thật sự không được sự thăm viếng của Chúa vì có thể lắm họ chưa cảm nhận được cái thực trạng của mình. Chỉ khi nào chúng ta nhận biết rằng tôi là kẻ khốn nạn, kẻ đáng bị hình phạt và cảm biết được cái sự khốn nạn đó của mình thì Thánh Linh của Chúa mới hành động. Còn chúng ta cứ vẫn nghĩ rằng cho mình vẫn là thánh khiết, vẫn là tốt đẹp, vẫn là xứng đáng thì chẳng bao giờ chúng ta nhận được sự đụng chạm, sự thăm viếng của Chúa. Nên lời của Chúa rằng ngồi Chúa nói rằng ai hai lòng làm sạch lòng mình thì hãy cảm biết sự khốn nạn của mình, hãy nhận biết được cái thực trạng của đời sống chúng ta là những kẻ có tội, là những kẻ đáng bị hư mất, đáng bị hình phạt. Chỉ có những kẻ nào nhận biết điều đó mới mở lòng ra, mới tiếp nhận Chúa Giêsu, mới tin nhận Chúa Giêsu. Và có như vậy thì huyết của Chúa Giêsu mới có quyền thanh tẩy, đổi mới, làm sạch đời sống của chúng ta. Đó là cách thuần phục Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta không cảm biết, không cảm nhận mình là sự khốn nạn, sự hư mất thì chúng ta chẳng cần nhờ đến ơn công lao cứu chuộc của Chúa. Những kẻ kiêu ngạo, những kẻ vô thần, họ không nhận biết Đức Chúa Trời, họ vì họ không cảm nhận được cái thực trạng, họ không nghĩ rằng họ đang sống ở dưới cái sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, họ đang sống dưới cái quyền lực của Satan, họ đang làm tôi mọi cho thế gian, cho tội lỗi, cho Satan, nhưng mà họ không biết, họ vẫn cho rằng những cái điều trong thế gian là vui, là thích, là thỏa mãn, không cảm nhận được cái thực trạng, và bởi cái đó họ không nhận biết được tình yêu của Chúa. Thuần phục Đức Chúa Trời là đến gần Đức Chúa Trời, là rửa tay mình, là làm sạch lòng mình và cảm nhận sự khốn nạn của đời sống mình. Rồi Kinh Thánh tiếp rằng hãy đau thương khóc lóc, đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Đây là bày tỏ cái sự ăn năn. Khi một người cảm biết, nhận biết được cái thực trạng của đời sống mình, người đó sẽ thể hiện tấm lòng ăn năn. Lời Chúa dùng hãy đau thương khóc lóc. Điều này không có nghĩa là vậy thì mỗi khi đến với Chúa là phải phải than van, phải khóc lóc. Chúa không có đòi hỏi như vậy. Có những lúc chúng ta đau thương khóc lóc thật, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta cần phải dâng lên Chúa lời ca trong sự cảm tạ, trong sự vui mừng, chứ không phải lúc nào cũng than van khóc lóc. Nhưng mà lời Chúa nói cho chúng ta thấy rằng đây là một sự ăn năn thật. Sự ăn năn có nghĩa là nhận biết cái thực trạng của mình, đau thương về cái thực trạng của mình và quay về với Đức Chúa Trời. Và đây chính là sự thuần phục Đức Chúa Trời. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc. Và chỉ có khi nào chúng ta cảm nhận thật sự sự hư mất đời đời của mình, cái sự khốn nạn của mình, chúng ta mới đau đớn về điều đó, mới khóc lóc về điều đó. Và chính những cái giọt nước mắt đó Chúa trân trọng. Thi Thiên nói rằng Ngài cất giữ nó trong ve và Ngài quý trọng những giọt nước mắt đó. Và chỉ có khi nào chúng ta cảm nhận thật sự cái khốn nạn, cái sự thực trạng khốn nạn của đời sống mình, đau thương khóc lóc, thể hiện cái sự ăn năn thì Chúa sẽ thăm viếng, và đó chính là sự thuần phục Đức Chúa Trời. Và tiếp rằng hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.
Đây là thay đổi cái thái độ, không phải là Chúa muốn, Chúa đòi hỏi chúng ta lúc nào cũng với cái tâm trạng sầu khổ, lúc nào cũng than van khóc lóc, phải không được cười, phải không được vui. Nhưng mà nói đến cái sự ăn năn là nhận biết cái đời sống hư mất của mình, thực trạng hư mất của mình, đau thương về điều đó và thay đổi thái độ, tức là quay lại, từ bỏ những cái tham muốn của thế gian và quay lại với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng hết thảy quý ông bà anh chị em đều đã học biết cái lễ đạo căn bản về sự ăn năn thì nhận biết được này. Vậy thì hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, đó là bày tỏ cái thái độ thuần phục quay về với Đức Chúa Trời. Và đây chính là cái mấu chốt quan trọng trong sự thuần phục Đức Chúa Trời, đến gần với Chúa, tuyên bố không có còn dính líu gì với thế gian, với tội lỗi, đoạn tuyệt đó, rồi nhờ huyết của Chúa Giêsu, lời của Ngài làm sạch đời sống của chúng ta, cảm nhận cái thực trạng khốn nạn, để rồi ăn năn quay lại, thay đổi cái thái độ quay lại với Chúa. Và cuối cùng lời Chúa nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Và cái điều cuối cùng trong cái thể hiện sự thuần phục Đức Chúa Trời là hãy hạ mình xuống, hãy khiêm nhường để nhận biết ơn yêu thương của Chúa. Để hạ mình xuống có nghĩa là dầu tôi là ai thì trước mặt Chúa tôi cũng không xứng đáng gì. Chính Giăng Baptít, một người mà Chúa Giêsu nói rằng trong tất cả những người nữ sanh ra không có ai cao trọng hơn Giăng Baptít, nhưng mà ông nói rằng tôi không xứng để cúi xuống để mở dây giày cho Ngài. Trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời cao cả, thì dù chúng ta là ai, dù giữ chức vụ gì, dù giàu có thế nào, giàu học thức thế nào, đều là những kẻ không xứng đáng, đều là những kẻ đáng bị rủa sả, đáng bị hình phạt. Hãy hạ mình xuống, nhận biết được điều đó, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đây cũng là bài học mà chúng ta đã từng học về sự khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói rằng Ngài đã tự hạ mình xuống, Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ để trở nên giống như người. Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và Kinh Thánh nói rằng cũng vì đó Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho ai nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Một khi chúng ta nhận biết được thực trạng của mình, thay đổi, ăn năn, thay đổi thái độ, hạ mình xuống, thì chúng ta sẽ nhận được một kết quả lớn lao, đó là Đức Chúa Trời sẽ nhấc anh em lên, đến gần với Đức Chúa Trời, đoạn tuyệt với thế gian tội lỗi, nhờ huyết của Chúa Giêsu, lời của Ngài để thanh tẩy lòng mình. Mỗi ngày nhờ Thánh Linh của Chúa nhắc nhở để cảm biết thực trạng của mình, để rồi có những sự ăn năn, thay đổi, hạ mình xuống, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban ơn, chúc phước, nhắc anh em lên. Đó là những cái thể hiện trong sự thuần phục Đức Chúa Trời. Và lời Chúa nói rằng hãy thuần phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Mỗi ngày chúng ta trải qua thế gian này, chúng ta vẫn đối diện với nhiều cám dỗ, nhiều tội lỗi, và ma quỷ chính là kẻ thù nghịch số một, tìm đủ mọi cách để có thể khiến cho chúng ta xa cách Chúa, chúng ta chiều theo ý riêng, theo tư dục, để rồi phạm tội, để rồi chống lại Đức Chúa Trời. Xin lời của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta thật sự học biết về sự thuần phục Đức Chúa Trời là thế nào, để rồi mỗi ngày nhờ ơn của Chúa, Thánh Linh dắt dẫn, giúp cho đời sống chúng ta được từng bước lên chốn cao hơn. Chúng ta tìm thấy những ơn phước cho chính mình, cho gia đình, cho hội thánh, và chắc chắn danh Chúa được vinh hiển qua những đời sống biết thuần phục Đức Chúa Trời.
Xin lời của Chúa giúp đỡ tôi cùng quý ông bà, anh chị em. Amen. Vâng.